MD hả? Cái gì mà chính thằng thách đấu mình đợi đại cầu vậy ơi? Thật sự là một sự sỉ nhục ở đây nha. Lại là Takamatsu à. Mấy ông thấy đánh vậy hơn Việt Nam không? Hơn gần Việt không?
GG. Xin nhá. Sub đỡ đánh hay anh em. Kiểu nó đánh mấy con sub Lulu á, kiểu đánh Lulu phải đánh như kiểu nó, kiểu đánh chiến á. Này quýnh mấy con búp mà nó quýnh chiến đỡ thích. Còn mấy đứa nó chơi mấy Lulu Gamma này nó động nấp nấp không, khó cho đỡ. What the fuck? Chơi game cho vui hả? Cái gì mà nó quýnh cái gì mà chạy hẳn cái mid hết luôn vậy? Sao mỗi lần mình đi ra bộ ra cái mình nó nói mình chết rồi ta? Cây thì top đỡ 0-3 giờ lên 6-4 luôn rồi, 5-4 luôn rồi. Phải đó đơ thấy lúc mà tụi nó quýnh đơ có lát đúng không? Tụi có lát đúng không? Nó quýnh đơ có hai thằng là đơ không thấy Brain. Thấy Brain đơ lát rồi. Đùng đùng. Ok, mưa đã bắt tới đây. Thôi, pha này mình gờ một group mới đỡ. Quỷ này nó me tôi gờ cái nó đỡ hoài mười hôm này. Đúng đúng. Ủa sao yếu vậy? Nhưng quỷ không chết mạng anh em ơi. Đúng 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 hết e đúng không? Hết e đúng không? Nè, nãy đợi thấy nó e rồi. GG. GG.